mình đã khó khăn bao nhiêu lâu mới có được là muốn nói em đừng đi thôi để người được tự do em sẽ hạnh phúc hơn không như anh bây giờ. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi hạt nhân trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa thích em cả ngày giờ.